Tiếp theo chúng ta cùng nhau vẽ chiếc ghế để hoàn thiện bộ bàn ghế này. Các bạn chọn bàn, nhấn phím Ctrl V trên bàn phím, chọn Copy, nhấn OK. Chúng ta kéo đối tượng ra. Tôi sẽ dựa vào cái bàn này, tôi sẽ mô hình những đối tượng ghế. Về mặt top, nhấn T, Z. Các bạn nhấn phím G để nhìn thấy cái lưới để chúng ta ước lượng xem cái ghế này bao nhiêu. Chúng ta cùng nhau nhấn phím số 1 trên bàn phím để chọn đối tượng đỉnh. Tôi chọn đỉnh trên. Tôi sẽ ước lượng khoảng 4 ô lưới, tức là cái ghế này sẽ rộng khoảng 400. Làm sao tôi biết được điều này? Bởi vì vít ở đây báo chúng ta là đối tượng này đang rộng 100 mm. Tôi lần lượt kéo các đỉnh, chọn đỉnh từ trên mặt bằng xuống và kéo vào. Một chiều 400. Một chiều có thể hơn 400 cũng được. Tôi sẽ co lại một chút xíu cho tỷ lệ nó đẹp hơn. Sau khi làm trên mặt bằng rồi, các bạn nhấn phím F, Z để về trên mặt nhìn từ trước vào. Tôi cũng zoom lại gần để thấy rằng cái lưới này lớn lên một chút. Để chúng ta cùng nhau kéo xuống. Tôi chọn cả hai cái đỉnh ở trên này. Chúng ta kéo xuống. Chiều cao cái ghế này tôi cho khoảng 350 thôi. Sau đó tôi nhấn P, Z để về phối cảnh. Các bạn quan sát cho dễ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm lưng dựa cho chiếc ghế này. Các bạn nhấn phím G trên bàn phím ẩn cái lưới nền đi. Nhấn phím số 4 trên bàn phím để chúng ta về chế độ chọn Polygon. Ở đây chúng ta chọn hai cái bề mặt này. Ctrl chọn thêm mặt thứ hai. Các bạn nhấn phím chuột phải, chọn lệnh Edge Tool. Và tôi gõ vào đây 500 để làm chiều cao lưng dựa. Sau đó tôi về chế độ số 2, chúng ta sẽ dùng lệnh Connect để tạo những cái đường lưới giữa. Để chúng ta kết nối Bridge giữa hai mặt phẳng này. Chúng ta đẩy cái cạnh chúng ta và kết nối lên. Các bạn và lại về mặt phẳng, chọn hai cái bề mặt cạnh này, kéo xuống, chúng ta chọn lệnh bridge để kết nối nó bên nhau. Tiếp theo chúng ta lại nhấn số 2 về chế độ cạnh, chúng ta lại dùng lệnh connect, kéo chọn hết chuột phải connect 100, đồng ý. Bây giờ để cho cái bề mặt này đẹp hơn, chúng ta có thể kéo lên theo trục Z. Sau đó các bạn chuột phải và chọn chamfer, tăng khoảng cách lên và tăng số lưới lên để mềm mịn hơn. Chúng ta đồng ý. Tôi cho số lưới là 15. Đánh dấu check đồng ý. Cũng rất là dáng chiếc ghế đẹp đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn những cái bề mặt bên dưới này để làm những thanh chắn. Chúng ta chọn cách quãng đều nhau. Các bạn nhấn Ctrl để chọn thêm. Chúng ta chọn 4 thanh thôi. Bây giờ các bạn chuột phải nhấn Edge Tool. Cho khoảng 50. Sau đó anh dấu check đồng ý. Các bạn kéo cái bảng này xuống dưới này, chúng ta sẽ làm quen với chức năng mới, đó là Make Blend. Ở đây các bạn để ý thấy rằng cái mặt phẳng của chúng ta đang bị chéo, bị nghiêng. Nhưng nếu các bạn nhấn Make Blend theo trục Z, tức là vuông góc của các mặt phẳng này, nó sẽ tạo cho các bạn một cái bề mặt phẳng giữa các đối tượng này với nhau. Sau khi tạo xong rồi, chúng ta chuột phải Edge Tool, đẩy nó xuống. Các bạn chỉ cần đẩy nó tiếp xúc là được. Hoặc cần thiết chúng ta đẩy cho nó ngấm sâu bên trong. OK. Vậy là rất nhanh, chúng ta đã hoàn thiện xong một cái ghế dựa trên cái thành phần của cái bàn. Bây giờ lần lượt tôi sẽ sao chép các đối tượng này ra các ghế tiếp theo. Các bạn nhấn phím Top Z và nhìn từ trên xuống. Phát lệnh ra. Nếu cái pivot của nó cách xa, chúng ta có thể nhấn Ctrl A. Qua tab thứ 3, Affect Pivot Only, Center to Object. Và bấm lại một lần nữa. Bây giờ tôi chọn cái ghế này, xếp nó vào vị trí, nhấn Shift đẩy lên, chúng ta sẽ copy thêm cái ghế thứ hai. Tôi chọn Extend để khi chỉnh sửa thì các đối tượng ghế này sẽ tự cập nhật cho nhau. OK. Chúng ta di chuyển, Shift đẩy qua bên này, Extend và tôi mirror nó qua trục X.
Vậy là chúng ta đã có một chiếc bàn và bốn chiếc ghế. Rất thanh mảnh và đẹp lắm các bạn.